Bình lùn này các bảo là chẳng qua là coi như là mấy ngày không được. Em vừa hỏi là ra sân bay Cùng hoàng thế mà là à đó do mà bảo chị đấy chị ngẫu hứng mát chuyện bây giờ mới kể chơi gôn đi dạo cũng là bạn giải lấy cúp cũng là số đông xưởng may doanh nghiệp chợ chim chợ điêu thì cũng nhiều người tham gia taxi thịt lợn giá bò gà tươi giá đỗ anh quan chị Hiền. Xem ra đủ thứ trên đời thuộc về người Việt cũng là hội ta, tự hào cái tiếng hội ta, sao cho mãi mãi đời đời hồn vinh. Nhân đây thay mặt chị Thành, chúc cô 14, nhà nhà liên hoan, một năm sức khỏe an lành, bính thân con khỉ đến rồi, an khang thịnh vượng, phúc vô mọi nhà. Nói chung là ở đây phải nói đến cái sức mạnh của cộng đồng, sức mạnh của những anh chị em ở trong cái tòa nhà này và thành một cái tiêu chí và một cái tự hào riêng của Dôm 10, của cái tòa nhà 14. Và cũng bàn tính và đi đến một cái thống nhất là cái lễ của tất niên là không thể thiếu được. Vâng, thì ngoài cái việc khủng hoảng kinh tế nhưng mà tinh thần là mọi người là vẫn muốn là khơi dựng được một cái gì đó để cho các thế hệ sau, các cháu, để các cháu biết được rằng là cái Tết của chúng ta là nó rất là ý nghĩa. Vâng. Очень много, практически полностью весь дом заселен вьетнамцами, но как бы очень милые, добрые люди. Я здесь два года работаю. Ничего плохого сказать о них не могу. Трудолюбивые, стараются, уважают нас. Конечно, соответственно, уважаем мы их. Конечно, у них есть традиция, они отмечают и наш Новый год, соответственно, отмечают и свой, который по лунному календарю. Есть там традиции, как сжигание там чего-то, они жгут, что-то вот, ну, такое, ну, интересное. Но я вроде как бы все уже пожелал. Поздравляю с Новым годом вас, который по лунному календарю, то есть это ваш, как сказать, национальный праздник. Вот. Всего вам доброго, успехов и здоровья вам и вашим семьям. Ông đi ở dưới đấy về ông chẳng đem nó coi như mới. Ông đi nào mà đi ơi, đi không không.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.